Chào mừng các em học sinh đến với tiết học ngày hôm nay môn công. Vừa rồi chúng ta đã học về chủ đề trồng và chăm sóc cây rừng. Thầy hãy thống lại một số kiến thức mà chúng ta đã học. Thứ nhất là thời vụ trồng rừng. Thì ở miền Bắc trồng vào mùa xuân và mùa thu, còn ở miền Trung và miền Nam mùa mưa. Phần hai La Mã là làm đất trồng rừng. Đó là đào hố. Thì thứ nhất là kích thước hố và thứ hai là kỹ thuật đào hố. Đây thầy chỉ nhắc lại phần kỹ thuật đào hố thì theo quy trình các bước như sau. Bước 1 là vạt cỏ và đào hố lớp đất màu để riêng bên miệng hố. Bước 2 lấp lớp đất màu vào hố. Lưu ý là lớp đất màu đã trộn với phân bón thì cho vào hố trước. Bước 3 là cuốc thêm đất, đập nhỏ nhặt sạch cỏ lấp đầy hố. Còn ba La Mã là trồng rừng bằng cây con thì có hai cách. Thứ nhất là trồng cây con có bầu đất và thứ hai là trồng cây con để trần. Thì cả hai cách đó đều thực hiện theo trình tự là tạo lỗ trong hố đất, rồi là đặt cây con vào lỗ trong hố, lắp đất kín gốc cây, nén chặt đất rồi vuông đất kín gốc cây. Tuy nhiên là trồng cây con có bầu đất thì có thêm bước rạch bỏ vỏ bầu trước khi đặt cây vào hố. Thời gian và số lần chăm sóc thì thời gian chăm sóc sau khi trồng rừng từ 1, 3 đến 3 tháng phải tiến hành chăm sóc ngay và chăm sóc liên tục đến 4 năm. Và số lần chăm sóc thì năm thứ nhất và năm thứ hai thì chăm sóc 2 đến 3 lần một năm, năm thứ 3 và năm thứ 4 thì chăm sóc 1 2 lần một năm. Cuối cùng là những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng, đó là làm rào bảo vệ, phát quang, làm cỏ, xới đất vuông gốc, bón phân, tỉa và giẫm cây. Nội dung cuối cùng trong phần lâm nghiệp đó là chúng ta khai thác và bảo vệ rừng. Chúng ta tìm hiểu qua là tiết 29-30 với chủ đề khai thác và bảo vệ rừng. Thì chủ đề này thì gồm hai bài. Là thứ nhất là bài khai thác rừng. Và thứ hai đó là bài bảo vệ và khoanh nuôi rừng. Lưu ý là bài 28 khai thác rừng thì bằng 3 La Mã các em tự nghiên cứu ở nhà. Mục tiêu của cái chủ đề hôm nay về kiến thức là các em hiểu được điều kiện áp dụng khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam, hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ khoanh nuôi rừng, biết được mục đích biện pháp bảo vệ khoanh nuôi rừng. Và thứ hai là kỹ năng là phân biệt được các loại khai thác rừng. Về thái độ là có ý thức bảo vệ rừng, không khai thác rừng bừa bãi. Chúng ta chủ đề. Người khai thác rừng nhằm mục đích gì? Nhà để thu hoạch lâm sản, đóng tủ bàn ghế, v.v. Phục hồi rừng có chất lượng cao. Chúng ta vào phần 1 La Mã, các loại khai thác rừng. Đây chúng ta có 3 loại khai thác rừng là khai thác trắng, khai thác dần và khai thác chọn. Các bạn hãy so sánh các đặc điểm chủ yếu của 3 loại khai thác này dựa vào lượng cây chặt hạ, số lần chặt hạ, thời gian chặt hạ và cách phục hồi rừng. Thứ nhất là khai thác trắng, đó là khai thác toàn bộ cây rừng trong một lần. Thời gian chặt hạ là trong một mùa khai thác. Cách phục hồi rừng là trồng rừng. Khai thác dần là chặt toàn bộ cây rừng trong 3 đến 4 lần khai thác. Thời gian chặt hạ là từ 5 đến 10 năm.
rừng tự phục hồi bằng test tự nhiên. Khai thác chọn thì chỉ chọn chặt cây đã già, cây có phẩm chất và sức sống kém, giữ lại cây còn non, cây gỗ tốt có sức sống mạnh. Số lần chặt hạ là không hạn chế, thời gian chặt hạ cũng không hạn chế. Rừng tự phục hồi bằng tái sinh tự nhiên. Quan sát hình ảnh cho biết hình nào thuộc khai thác trắng, khai thác chọn, khai thác dần. Hình 2 là khai thác trắng, hình 1 là khai thác dần, và hình 3 là khai thác chọn. Nơi có độ dốc lớn hơn 15 độ, nơi rừng phòng hộ có khai thác trắng được không? Tại sao? Thì trường ngữ nơi có độ dốc lớn hơn 15 độ và nơi rừng phòng hộ thì không khai thác trắng được, vì là đất bị rửa trôi, bị xói mòn, gây lũ lụt ở vùng thấp. Đây là những cái hình ảnh thì bị xóa mòn thì ở những vùng thấp đồng bằng thì bị lũ lụt. Rừng phòng hộ thì có mục đích là chống gió bão, chống lũ lụt, chống gió, cố định cát ở vùng ven biển, cho nên chúng ta không thể khai thác trắng. Khai thác rừng nhưng không trồng rừng lại ngay có ảnh hưởng như thế nào? Nếu không trồng rừng lại ngay đó thì dễ xảy ra xói mòn rửa trôi đất rừng, có khi xảy ra lũ quét làm ảnh hưởng đến nhà cửa mùa màng cả tính mạng của người. Phần 2 la mã điều kiện áp dụng khai thác rừng ở Việt Nam. Các em quan sát tình trạng rừng trong những năm qua, đó là mức độ rừng bị tàn phá từ năm 1943 đến năm 1995, về diện tích rừng tự nhiên độ che phủ giảm trong khi diện tích đồi trọc thì tăng lên rất cao. Chắc lượng rừng thì trước đây nhiều cây gỗ tốt như là lim, nghiến, đường kính lớn. Ngày nay thì cây gỗ tạp là thành phần chủ yếu và cây gỗ thì thấp bé. Rừng gỗ tốt chỉ còn ở đỉnh và dãy núi cao, dốc lớn. Đây là hình ảnh về khai thác trắng, khai thác dần và khai thác chọn. Quan sát hình ảnh trên hãy cho biết đặc điểm cây rừng và đất rừng sau khi khai thác như thế nào. Khai thác trắng thì cây gỗ không còn, cây tái sinh không nhiều, đất bị bào mòn rửa trôi, rừng tự nhiên phục hồi khó khăn. Còn khai thác dần và khai thác chọn thì cây gieo giống, cây tái sinh còn nhiều, đất vẫn được tán rừng che phủ, rừng vẫn có khả năng tự phục hồi. Qua sơ đồ và hình ảnh minh họa tình hình rừng sau khai thác, về việc áp dụng khai thác rừng ở Việt Nam cần tuân thủ theo những cái điều kiện nào? Chúng ta qua hai la mã điều kiện áp dụng khai thác rừng ở Việt Nam.
Thứ nhất là chỉ được khai thác trọn, không được khai thác trắng. Rừng còn nhiều cây gỗ to có giá trị kinh tế và lượng gỗ khai thác trọn nhỏ hơn 35% lượng gỗ của khu vườn khai thác. Mục đích của việc khai thác rừng theo các điều kiện trên là nhằm duy trì bảo vệ diện tích rừng hiện có. Rừng có khả năng tự phục hồi và phát triển tốt, bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ đất, không phải trồng lại rừng, vân vân. Ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng, phần 3 La Mã. Cây xanh thông qua quá trình quang hợp đã hút lượng khí carbonic và thải ra khí oxy theo với sơ đồ. Cây xanh còn là môi trường sống của nhiều sinh vật hoang dã. Cây xanh rừng còn cung cấp lâm sản như là gỗ để làm tủ, bàn, ghế, cung cấp thực phẩm, cây cảnh, phòng hộ như chắn gió, cố định các ven biển, chống xói mòn đất ở vùng đồi núi, như rừng phi lao chắn cát, chống lại sự sa mạc hóa. Rừng ở nơi có độ dốc cao ngăn chặn hiện tượng xói mòn đất. Rừng là lớp phủ xanh của trái đất. Phá rừng gây xói mòn, phá rừng gây ra hạn hán, phá rừng gây ra lũ lụt. Như vậy ý nghĩa của việc bảo vệ và quanh rừng là gì? Thì rừng là tài nguyên quý của đất nước, là một bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái, có giá trị to lớn đối với đời sống và sản xuất của xã hội. Do đó cần phải có biện pháp bảo vệ rừng hiện có và phục hồi rừng đã mất. Phần 4 La Mã, bảo vệ rừng, mục đích của việc. Đây là một trong những lý do làm cho rừng bị tàn phá là do chiến tranh, do phá rừng làm nương rẫy, do cháy rừng, do chặt phá rừng bừa bãi, phá rừng để làm khu nghỉ dưỡng. Vậy chúng ta bảo vệ rừng nhằm mục đích gì? Nhằm giữ gìn tài nguyên động vật, thực vật, đất rừng hiện có. Như một số loài động vật rừng, lớp thú thì có bọt ngũ sắc, bọt mũi hết, sóc bay. Lớp chim thì có là gà tiền, phượng hoàng đất, xíu đồ đỏ ở vườn quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp. Lớp bò sát có rắn hổ mang đất ở rừng U Minh Hạ, Cà Mau, kỳ đà văn, ô rô quẩy. Thực vật rừng thì có cây trắc, cây gụ, sâm ngọc linh, đây là loại thú rất quý hiếm. Mà ra mục đích của việc bảo vệ rừng là tạo điều kiện thuận lợi cho rừng phát triển, cho sản phẩm cao và tốt nhất. Biện pháp bảo vệ rừng.
Thiền đúng hoặc sai, nội dung làm sao để phù hợp với việc bảo vệ rừng. A là khai thác rổ, khai thác gỗ, mua bán lâm sản trái phép. B, xử lý những hành vi vi phạm luật bảo vệ rừng. C, săn bắt động vật quý hiếm làm cảnh. D, đốt rừng làm nương rẫy. Di canh, di cư. Vậy chỉ có việc xử lý những hành vi vi phạm luật bảo vệ rừng là đúng. Nhưng biện pháp bảo vệ rừng là nghiêm cấm mọi hành động phá hoại tài nguyên rừng, đất rừng. Chỉ được khai thác và sản xuất rừng khi được cơ quan lâm nghiệp cấp giấy phép. Chính quyền địa phương và cơ quan lâm nghiệp phải có kế hoạch và biện pháp về định canh, định cư chăn nuôi gia súc. Là học sinh, em sẽ làm gì để bảo vệ rừng? Như là tuyên truyền, tham gia vào một số hoạt động trồng cây rừng, thúc đẩy tái sinh tự nhiên. Một số hình ảnh rừng bị tàn phá liên hệ bài học với thực tế. Em hãy nêu dẫn chứng về tác hại của việc phá rừng, trái rừng ở Việt Nam và trên thế giới. Tác hại của việc phá rừng, trái rừng. Lũ lụt ở miền Trung, lũ gỗ ở Quảng Bình, hạn hán, xói lở đất, khí hậu thay đổi, cây bão, ô nhiễm môi trường, thực vật, động thực vật bị tuyệt chủng. Phần 5, La Mã, con nuôi phục hồi. Tìm nội dung phù hợp để điền vào bảng sau. Đất đã mất rừng và nương rẫy bỏ hoang, còn tính chất đất rừng. Trồng rừng ở nơi đất có khoảng trống lớn, đầm cỏ bụi, xen cây gỗ, tầng đất mặt dày trên 30 cm, phát dọn cây dây leo, bụi rậm, cuốc xới đất tơi xốp, phục hồi và phát triển rừng ở những nơi rừng đã mất hoặc suy thoái, bảo vệ. Mình xếp những nội dung đó vào ba cột: mục đích, đối tượng khoanh nuôi và biện pháp. Mục đích là phục hồi và phát triển rừng ở những nơi rừng đã mất hay suy thoái. Đối tượng khoanh nuôi là đất đã mất rừng và nương rẫy bỏ hoang, còn tính chất đất rừng, đồng, cỏ bụi, cây xen cây gỗ, tầng đất mặt dày trên 30 cm, biện pháp là bảo vệ, phát dọn dây leo, bụi rậm, cuốc xới đất tơi xốp, trồng rừng ở nơi đất có khoảng trống lớn. Vùng đồi trọc lâu năm có khoanh nuôi phục hồi rừng được không? Tại sao? Không. Việc khoanh nuôi phục hồi rừng chỉ áp dụng đối với đất lâm nghiệp đã mất rừng nhưng còn khả năng phục hồi thành rừng. Cũng có khai thác rừng khái niệm nè. Thu hoạch lâm sản nhưng đồng thời đảm bảo điều kiện phục hồi rừng. Các loại khai thác rừng: khai thác trắng, khai thác dần và khai thác chọn. Điều kiện áp dụng khai thác rừng ở Việt Nam:
chỉ được khai thác trọn, không được khai thác trắng. Rừng còn nhiều cây gỗ to có giá trị kinh tế. Lượng gỗ khai thác trọn nhỏ hơn 35% lượng gỗ của rừng khai thác. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng, ý nghĩa. Hai, bảo vệ rừng, mục đích và biện pháp bảo vệ rừng. Khoanh nuôi rừng, mục đích, đối tượng khoanh nuôi và biện pháp nuôi rừng. Số 1, quan sát cơ đồ dưới đây và nói cột A với cột B sao cho hợp lý. Thời gian khai thác trắng trong mùa khai thác dưới 1 năm. Thời gian khai thác dần 5 đến 10 năm. Thời gian khai thác trọn không kể thời gian, tức là không giới hạn. Câu 2, mục đích của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng là gì? A, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên. B, bảo vệ môi trường. C, giữ gìn tài nguyên rừng. D, tất cả đều đúng. Tất cả đều đúng. Câu 3, biện pháp nào không phải là bảo vệ rừng? A, cấm chặt phá rừng. B, khoanh nuôi rừng. C, phủ xanh những nơi đất rừng. D, đốt rừng phát hoang làm rẫy. Đáp án D. Công việc ở nhà là các em học thuộc bài. Trả lời câu hỏi của bài. Đọc một có thể em chưa biết. Đọc trước bài 30. Tức là vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi. Bài học chúng ta đến đây là hết. Xin chào các em.